mày ở nhà bố mày con thì con nhỏ chứ mày hát mẹ mày hát mày cái mã cha mày xuống đây về à hả hả tao chó này mày mẹ mày, đây nhà tao nhá, tao thích hát là việc có quyền của tao nhá, còn mày, nhà mày không mày không, làm chuyện gì vậy? Mày hát cái lúc nào thì mày hát? Chứ hát có mẹ có giờ đâu. Mẹ mày giỡn mồm gì nữa, còn muốn thế nào nữa? Dạ rượu té mồm vào mày bao giờ chúng mày giỡn mồm mày hát. Mẹ chúng mày biết bây giờ 1 giờ trưa rồi không để cho người khác ngủ à? 1 giờ trưa là cái sao? Hát cùng là việc của tao nhá. Mày nhà tao, đi qua lại nghe chưa? Đừng chĩa vào loại người ta. Ngày hôm nay mày không để tivi tao mày cũng mẹ tao không bịt tai lại đi, nhà tao hát là được rồi, nhà tao không phải hốp rượu đợi mồm vào mình 4-5 đứa mẹ tụ tập nhau để hát à? Hôm nay không đập thằng này một trận gì. Mày làm đi. Đập cho nó một trận. Mẹ mày. Lên chó này, lên nhà tao mày đừng có làm loạn đây nhá. Lên báo chính quyền, không cần phải động tay. Mày báo đây đi, mẹ mày. Thích toàn tiền bố mày giả luôn nhá, riêng tao mày không thiếu tiền. Mày cầm tiền sao đây? Riêng tao là thật, nèo thiếu tiền luôn. Mẹ mày, chúng mày nhìn xem lại ý thức của chúng mày không? Một giờ trưa hát ông ổng lên. Thế không biết nói sao tao ăn một quán tối rồi mày. Hát mấy ngày rồi rồi. Lại thế mày không có mồm mày sao mày. Cứ ăn uống tụ tập là chúng mày hát. Mà tao hát lên quán chó ấy đấy nhà mày. Nhà tao con nhỏ ấy chưa? Con nhỏ mặc mẹ nhà mày. Thế nhà mày đấy. Đất nhà mày đấy, đất nhà tao đây. Mẹ, mày bịt con mẹ mày hát thì mày bịt con mẹ tao đây mày. Nhà tao có tivi, tao thích tao hát đấy. Mày eo mày bố mày đập luôn. Nhà tao có tivi thích tao hát đấy. Nhà mày. Mày đừng trách thằng tao. Nhà mày đâu? Mày đừng nói câu đấy nhá. Tao vả vỡ mặt đấy. Nhà mày đâu có cái tivi để cho mày hát đấy. Nha, nghe chưa? Địch. Đây, con cái loa kìa vào đập nốt hộ tao cái. Tao cảnh cáo cho chúng mày nha. Đây là lần cuối cùng nha, thì mẹ tao cho chúng mày một bài học nha. Tất cả là sao không thì mẹ mày để con người, con người có ý thức nha. Hát TV cãi đó. Mẹ hát đập tan TV mày. Mẹ cho mày đâm rượu ông ổng chúng mày hát đi. Mẹ mày biết bao nhiêu con người của làng này mẹ người ta khó chịu người ta không nói không? Hả? Mày chơi nói không liên quan việc nhà mày à? Mày thích bài học chiều lên xã, bọn tao cho mày bài học. Còn đấy hôm nay mày đọc TV nhà tao nhá, mày đâu xong đâu. Mày thích làm gì? Mày thích bao nhiêu tiền gì này, bố mày đầy luôn nhá. Riêng thì mẹ mày nhá. Bố mày đéo thứ tiền nhà mày. Nhà mày đâu có. Nhà mày đâu có TV để xem đâu. Nhà mày đâu có TV để xem đâu. Mày ghen ăn tức ở à? Mày nhà mày. Mày ghen ăn tức ở à? Được rồi, hôm nay mày đọc cái TV nhà tao thì mày sẽ phải trả giá. Mày chúng mày thích làm sao? Mày không để cái tivi cho mày, tao nhá. Quay mẹ làm gì vậy? Mày không để tivi cho tao nhá, mày không sang xin lỗi tao nhá thì mày đừng trách. Không sang tivi của tao hát từ giờ đến cuối năm. Này, mày ở nhà riêng nhỉ? Còn đời mày xong với tao rồi đấy. Mày làm sao? Còn đéo anh em hàng xóm gì với cái loại nhà mày nhá. Tao lại ghen ăn tức ở. Đéo là tao cần anh em luôn. Đéo là cần hàng xóm luôn nghe chưa? Mày con người chịu ý thức như mày. Đi mẹ, hay là ăn uống không mời nhà mày nên là bây giờ mẹ mày sang mày xin chuyện à? À đúng rồi. Mày đấy. Đi hỏi cả cái làng này xem người ta thì mẹ có ai ưa cái mặt chúng mày mà chúng mày hát chưa không? Chả có ai không ưa đây cả cái gối nhà ông ưa thôi. Chúng mày biết mẹ mình để cho người ta đi làm về mệt nhọc người ta còn có dân ngủ tao chưa? Ca nhạc. Ca nhạc. Mà tao mẹ ca nhạc giải trí là việc của mẹ tao. Mẹ mày hát còn hay ho còn đã đành. Mẹ mày hát như cái chó mửa ấy. Một giờ rồi còn ngủ gì nữa? Ngủ gì mày? Mày không phải hát. Mày phải biết giờ vì nhà tao hát thì con chó ấy nhà mày bây giờ mày nhà sao mày đất sùa nhà mày xong thế này à? Này riêng ấy chúng mày hát một lần tao không động chạm nhưng chúng mày thái độ chúng mày là như vậy không bao giờ mẹ tao chấp nhận được hết ngày nọ qua ngày kia ông sang đây ông bê mày ở nhà bố mày sát vách con thì con nhỏ ơi mẹ thằng này láo chưa kệ nó chúng mày làm sao đó một trận thôi chúng mày thích đánh nhau tao đánh nhau chúng mày luôn nghe chưa đập đó một trận rồi bẩn tay tao phải ngại chúng mày à riêng này tao đã đập cái tivi mày đập tivi cho tao mày đến tivi cho tao không cần không cần đâu mày không xong đâu khi nào ấy chúng mày lấy đi mua lại được cái ý thức ấy thì tao đền tivi cho mày nghe còn mày không xong đâu mày thích làm gì kể cả mày gọi ai được riêng ngày hôm nay mày gọi ai được tao xác định mẹ sao tao đây tao đập hôm nay tao cho mày nát đời đây luôn kể cả mày đập ai được nghe chưa mày không phải thách thức tao hôm nay tao cho mày mẹ mày mặt mày biết như thế nào là đụng với tao nhá đụng với thằng này không dễ đâu mày gọi ai được gọi xã xuống tao mày thích làm gì không mày gọi xã mày nói mày thích tao đập nốt không mày gọi xã tao đập nốt luôn nghe chưa hôm nay tao cho người đánh chết mày nhà anh bây giờ không cần đánh bẩn tay làm việc mày em bảo mua cái tivi khác xong rồi hát tiếp xem nó đập đến bao giờ con kia nha mày không phải nói cái giọng ấy nha bọn chúng mày đừng có mà bày đàn nghe chưa bạn này vào tao, tao luôn có thằng đang mày gây sự với nhà tao đây này tao đợi mày luôn vào này nhiều thằng nha nhớ mặt tao ngày hôm nay nha chúng mày nhớ mặt tao ngày hôm nay đấy mày có thì thích sang nhà tao nha, tao chiều chúng mày hết luôn. Này, mày chưa đi được đâu, mày đứng im đây tao. Mày chưa đi được đâu. Bây giờ mày thích làm sao? Nha, còn mày không đèn tivi tao thì mày đừng có trách. Mà bây giờ ấy, mày đèn tivi tao mày phải khi nào ấy? Mày quỷ xuống xin lỗi tao nha, thằng này nó mới bỏ qua. Con thằng này nó mới bỏ qua. Thấy chưa?
Mày xin lỗi tao. Lúc nào mày không bỏ qua đâu. Bọn chúng mày mua lại được cái ý thức làm người ấy thì tao đền TV cho. Em ơi. Mày hôm nay mày không xong đâu. Nghe chưa? Tao có anh em tao bảo này, mặt mày mày không tốt được đâu, chó này. Không phải nói. Tối đến là nó xanh mặt ngay mà. Này, tao đã làm thì đéo là tao sợ nghe chưa? Tao đã làm đập thì đéo là tao sợ nghe chưa? Tối ngồi với chúng mày thích gì? À? Được, hết. Tao nói mày biết. Tối ngồi như con thích thì sang là tao. Mày vào mày con người nó hơn con chó ấy. Nó mày vào vào lấy cái gậy ở trong nhà đây tao. Ngày hôm nay tao. Thôi, chắc là gì cả cái chó ra mẹ được đấy. Tao ra cái mẹ được đây này. Mày hôm nay mày xong với tao rồi đấy. Ra được đấy, tao. Mày ra được ngay luôn. Mày hôm nay mày xong với tao rồi đấy. Ra đây.